Thì trong tâm khí họng, khó thở thanh quản thường là do bế tắc ở hạ họng và vùng thanh quản. Thì một cái khó thở thanh quản điển hình, thứ nhất là nó sẽ là khó thở chậm, khó thở tiền đích vào và bệnh nhân nghe được cái tiếng rít ở thanh quản. Và khi bệnh nhân nặng thì sẽ có một hiện tượng co kéo các cơ bắp phụ như là co kéo vùng thượng đòn, thượng ức, các cơ liên sườn, và có thể kèm theo bệnh nhân nhăn mặt, há miệng và ngửa đầu ra sao để mà thở. Và bệnh sẽ có nhiều cái nguyên nhân, ngoài cái dị vật ra sẽ có nhiều cái nguyên nhân để mà gây ra khó thở thanh quản này. Như đây là cái hình giải phẫu của thanh quản, đây là tuyến dọc và đây là tuyến ngang. Thì đây là cái vùng thanh quản, đây là cái vùng mà dây nói nó thắt eo, chúng ta thấy là như một cái đầu hộp cạp. Và đây là cái eo ở đây, xuống đây nó mở rộng hơn, đây là vùng khí quản ở dưới. Chúng ta thấy rõ ràng cái vùng thanh quản chỗ này đó là cái đường hẹp nhất, cái chỗ hẹp nhất đó. Bởi vì á, là cái bệnh nhân thường chỉ cần một cái nguyên nhân, một tác nhân viêm nhiễm, một cái u hoặc là một cái dị vật rớt vào đây thì là sẽ gây ra khó thở ngay lập tức. Và những cái nguyên nhân gây ra khó thở thanh quản, thứ nhất là do viêm. Thứ nhất, viêm thì có thể là viêm thanh quản cấp tính phù nề, viêm thanh quản phù nề ở vùng hạ thanh môn ở trẻ em, viêm phù nề thanh thiệt. Thanh thiệt chúng ta đây là gọi là cái thanh thiệt, tức là nắp thanh thiệt. Đây là cái sụn nắp này. Đây là cái sụn nắp phù nề nó to. Đây là cái sụn biểu nó cũng to phù nề và nó làm cái tích tắc cái vùng này đi. Và có thể phù nề do dị ứng. Đôi khi ăn, người ta ăn hải sản, ăn một cái vật, ăn cái gì đó lạ, ăn cọc rau, mấy con chuông dừa hay là mấy con bay gì đó, đó là ăn vô cái bắt đầu phù nề hết người, bắt đầu khó thở lên. Đó là những cái phù nề khó thở thanh quản cấp do dị ứng. Nguyên nhân thứ hai ngoài viêm thì là do các khối u. Thì khối u thì bao gồm chia ra, thứ nhất là u lành tính. U lành tính ở thanh quản thì gồm có u líp nè, u máu hoặc là u nhú, và đôi khi là những cái u quả đậu hoặc là những cái u nang vùng đại lưỡi hoặc lao thanh quản. Đây là cái một cái u líp ở vùng thanh quản. Chúng ta thấy đây là một cái thanh quản bình thường, hình chữ V này. Đây là hai cái dây thanh của chúng ta khi mà nói chuyện này, nó khép mở ha. Và đồng thời cũng là thở, chúng ta cũng thở qua cái khe này luôn. Để ở phía dưới này là cái khí quản ở dưới đó. Bây giờ có một cái polyp ở dây thanh và chúng ta thấy rõ ràng cái polyp này nó đã che lấp đi một phần cái thanh quản và làm cho bệnh nhân khó thở. Và ngoài, bởi vì đây là cái dây nói mà, đây là một cái chuyện nên bệnh nhân sẽ có càng tiếng nữa, khó thở và càng tiếng. Còn đây là hình dưới này là cái sụn nắp thanh môn. Và đây là một cái khối trồng do như quả trứng gà này, là một cái u nang ở vùng sụn nắp thanh môn. Nó cũng chèn ép và gây cho bệnh nhân khó thở. Và cái sụn nắp này nó liên quan với thực quản phía sau, liên quan đến nút của bệnh nhân, nên bệnh nhân vừa có khó thở mà vừa có nước vướng và nút khó. Và u lành thì có một số u là ác tính. U ác tính như là ung thư thanh quản, ung thư hạ họng thanh quản, hoặc là những cái ung thư ở bên ngoài thanh quản như là ung thư hạch, ung thư tuyến giáp, nó to quá, nó chèn ép vào thanh quản. Ung thư khí quản, ung thư trung thận. Hồi nãy đây là thanh quản bình thường. Hồi nãy là cái polyp thì nó tròn đều, còn đây là nó sụi hơn. Đây là một cái trường hợp ung thư thanh quản. Đây là ung thư thanh quản thì nó sẽ bệnh nhân vừa hàng tiếng cũng hàng tiếng cũng khó thở, và đôi khi ung thư này nó viêm loét và bệnh nhân có cạn máu. Ba triệu chứng của một gãy một ung thư thanh quản: thứ nhất hàng tiếng, thứ hai khó thở, thứ ba là ho khạc cả máu. Và nguyên nhân thứ ba là nguyên nhân do chấn thương. Thì chấn thương bao gồm có chấn thương thanh quản chính, nó sẽ gây ra vỡ sụn, sụn phễu, rách niêm mạc, tụ máu,
hoặc là chấn thương thanh quản thở sẽ gây ra là đất nát, vỡ vụn những cái sụn trật khớp sụn phiểu, hoặc là gây chảy máu, gây máu tụ nó chèn ép vào thanh khí quản, hoặc là những trường hợp sẹo hẹp thanh khí quản. Đó là một cái trường hợp minh họa về là chấn thương thanh khí quản khi mà lái xe, tai nạn xe khi mà tai nạn xe và đập cái vùng cổ này vào cái vô lăng lái ta lái. Thì đây là cái sụn phiểu ở đây. Sụn phiểu bên đây là sụn phiểu bên trái là bình thường, còn bên phải này nó bị trật. Đây là trật khớp sụn phiểu. Thì trật khớp như thế này bệnh nhân bị càng tiến và khó thở. Hoặc là phía dưới này chấn thương làm cho vùng này sụn phiểu sưng to ra. Nguyên cái vùng này và ở đây chúng ta thấy là tụ máu đậm ở đây thì nó cũng gây ra khó thở. Và nhóm nguyên nhân thứ tư là do dị vật, giống như cái bài nói nóng thì dị vật to nó gây ra tắc nghẽn đường thở. Và nếu mà dị vật mắc, đối với dị vật mắc theo cái chiều dọc trước sau như mang cá, xương cá thì khi mà nó vào nó sẽ gây ra phù nề và nó gây ra khó thở, hoặc là những dị vật sống ký sinh như con nghĩ suối hồi nãy thì nó sẽ làm cho có thể là ho ra máu nè, thỉnh thoảng nó bật lên cái đường thở gây ra khó thở. Và dị vật ở khí quản thì gây ra khó thở từng cơn. Đây là hình ảnh rõ hơn về con mà đĩa suối hồi nãy mà nằm ở vùng thanh quản. Đây là hai cái dây thanh nè, hai cái dây thanh và nó ký sinh, sống ký sinh ở vùng này. Thì đôi khi nó rất là đặc biệt, tức là bình thường á mình thấy khi mà hình ảnh này là mình còn thấy nó trực tiếp, nhưng mà đôi khi á, nó không ở trên đây đâu, nó là chui ở dưới á, nó chui ở dưới nó lấp ló giống như ở trong hang vậy đó. Đôi khi mấy vụ nó chui lên mới gấp được thôi. Rồi nguyên nhân thứ năm là do liệt cái nhóm cơ thanh quản cũng gây khó thở thanh quản. Thì liệt cơ thanh quản gây khó thở thì thường hay gặp ở là sau mổ bú giáp, hoặc là nhỡ mổ những cái khối u ở vùng cổ nói chung thì nó ảnh hưởng tới dây thần kinh của người và ảnh hưởng tới thần kinh, nên là cái làm cho cái nhóm cơ này nó bị liệt đi và gây ra khó thở. Giống như thứ sáu là những cái dị tật ở thanh quản gây khó thở, giống như đây là một cái bé bị hội chứng bilirubin, nó làm cho cái vùng cái xương hàm này nè nó kém phát triển đi đó, và cái eo hậu này nó rất là hẹp và nó làm cho em bé khó thở. Còn là một số bệnh lý toàn thân như là uốn ván, người ta nên gây tinnitus co thắt, nó làm cho người ta bị khó thở. Và khi mà triệu chứng thì chúng ta giống như hồi nãy khai thác là triệu chứng của khó thở thanh quản, khó thở chậm thì hít vào có tiếng rít ha. Và khó thở thanh quản này người ta sẽ chia ra làm ba mức độ và tùy mức độ sẽ có thái độ xử trí khác nhau. Độ nhẹ nhất là khó thở độ một, khó thở thanh quản độ một, thì mình cũng sẽ khi mà phân mức độ khó thở thanh quản mình sẽ dựa vào thứ nhất là yếu tố toàn thân bệnh nhân coi có rối loạn tri giác chưa, người ta vẫn còn thấy là người ta vẫn còn bình thường không, trả lời giao tiếp tốt không. Cái thứ hai cũng là cơ năng là bệnh nhân mức, và mình sẽ xem là bệnh nhân mức độ khó thở như thế nào. Thì ở độ một là khó thở nhẹ, khó thở thì hít vào, và ở độ một bệnh nhân chưa nghe có tiếng rít. Và đôi khi ở độ một á thì cái tiếng rít của thanh quản chỉ xuất hiện khi mà bệnh nhân gắng sức, tức là bệnh nhân làm cái gì đó mệt lên thì mình mới nghe được cái tiếng rít rõ. Và khi mà khám thực thể thì mình thấy khó thở không có rõ rệt. Và đối với những em bé thì khi mà khóc á, mình thấy mới, tức là
thấp một cái hành động cảm xúc, thì lúc đó mình mới thấy là khó thở nó rõ hơn, có cơ lõm cơ liên sườn, vùng thượng vị hoặc là thượng ức. Tức là khó thở độ một, bệnh nhân chỉ khó thở nhẹ, cái tiếng rít hoặc là co kẽm cơ hóc phụ thì chưa có rõ, chỉ rõ lên khi bệnh nhân có gắng sức hoặc là làm cái gì đó nặng thì mình mới thấy triệu chứng nó rõ hơn. Và bắt đầu sang tới khó thở độ hai. Khó thở độ hai thì về toàn thân mình bắt đầu các bệnh nhân bắt đầu là phản hốt rồi đó, bắt đầu phản hốt này, vật vã sợ sệt và môi tím vã mồ hôi, bắt đầu là mình thấy người ta triệu chứng nhiều lên. Và cơ năng thì mình sẽ thấy là khó thở rất là rõ rệt, điển hình một cái cơn khó thở thân và điển hình là khó thở chậm, khó thở thì hít vào, có tiếng rít và có hiện tượng co kéo các cơ hóc phục. Về thực thể thì mình sẽ thấy là khó thở thường là ở thì hít vào nè, nghe được tiếng rít của bệnh nhân nè, và mình thấy quan sát thấy được các cơ như là cơ liên sườn, vùng thượng ức, thượng vị là nó có co kéo. Tức là lúc này là bệnh nhân là đáp ứng, còn đáp ứng với cái cơn khó thở đáp cần. Sau đó bệnh nhân nếu mà nặng hơn nữa, bệnh nhân tiến tới khó thở thanh quản đầu ba. Khó thở thanh quản đầu ba là bắt đầu bệnh nhân đã nặng lên rồi, nặng hơn nhiều rồi, để bắt đầu là hết hốt hoảng được rồi, bắt đầu là liệm dần đi, nó vẻ mặt bơ phờ rồi là tái nhợt, cái này là đe dọa không quen. Và triệu chứng cơ năng của người ta là bắt đầu khó thở nhanh, nông, nhịp thở không đều. Và lúc này khó thở là ở cả hai thì luôn, chứ không còn chỉ ở thì thở vào hít vào đó. Và lúc này tiếng rít là không thành, tức là còn tiếng rít là còn không khí, còn không khí ở phổi, còn bắt đầu tiếng rít giảm đi, tức là cái giảm không khí rất là nhiều. Và thực thể quan sát là thấy bắt đầu bệnh nhân tái nhợt, mạch lõm lõm, mạch nhanh co bắp, huyết áp hạ, lúc này là cấp cứu tối tập. Và để chứng tỏ thì chúng ta sẽ dựa vào mức độ khó thở, thì có thể là thấy ngay được một số cái nguyên nhân và chúng ta cần phải đo đánh giá VO2 và VOCO2 trong máu để đánh giá. Và chứng đoán phân biệt với khó thở phổi, bao gồm chúng ta nghe phổi, chụp dưới răng phổi, tức là chúng ta phân biệt một cái khó thở ở vùng thanh quản với một cái khó thở ở bệnh nhân mà bị các bệnh lý về phổi. Về điều trị thì tuy là về nguyên tắc là cần điều trị nguyên nhân các bệnh thì thật cần điều trị nguyên nhân, nhưng mà đối với trước một cái tình trạng khó thở thanh quản là cần phải xử trí khó thở trước, rồi sau đó chúng ta mới tìm cái nguyên nhân sau, tức là phải làm cho bệnh nhân sống cái đã mới tìm cái nguyên nhân để điều trị, chứ bệnh nhân mà không sống thì tìm nguyên nhân cũng không có điều trị được. Đối với khó thở độ một thì đầu tiên khó thở độ một thì là còn nhẹ, mức độ còn nhẹ, nên là vậy là thứ nhất là cho kháng sinh, thứ hai trong phù này bằng corticoid, bao gồm là có thể là tiêm cái sulumeratus kháng viêm tiêm cho người ta, và cái thứ ba là cho bệnh nhân an thần nhẹ nhẹ để nó chống kích thích. Nhưng mà sang tới độ hai rồi á thì cái điều trị nó sẽ khác đi. Ở độ hai là một tình trạng cấp cứu cần phải can thiệp gấp, thì bao gồm thứ nhất là thở oxy, cái thứ hai là phải mở khí quản cấp cứu cho người ta liền, cái thứ ba là kháng sinh và những cái thuốc chống phù nề. Và nhớ là trong bắt đầu từ độ hai rồi á là tuyệt đối không được cho thuốc hạ thần, tại vì bắt đầu từ độ hai người ta vật vã kích thích, và độ ba rơi vào hôn mê mà mình cho thuốc hạ thần nữa là mình vô tình là mình thấy quá theo dõi, cái thứ hai là mình làm cho cái sự hô hấp của người ta nó bị ức chế đi, gây ra tình trạng nguy hiểm của hơn. Và sang tới khó thở độ 3 đó là một cái tình trạng mà mở khí quản tối thoại, tức là không cần chuẩn bị hết, làm sao mở được cái đường thở cho người ta càng nhanh càng tốt bằng bất cứ giá nào. Và sau đó là thuốc tiêm chống phù nề, kháng sinh, trợ tim mạch, dịch truyền, chống tông. Đây là bệnh nhân đã nặng rồi nên là cần phải cấp cứu, thực hiện rất là nhiều phương pháp nữa. Bởi vì khi mà các bạn xem phim đó, các bạn thấy là bằng thần mắt chị vợ kia đó, và cái sĩ thiên tài gì đó, nhiều cái phim đó người ta cầm một cái dao hay gì đó mà người ta đặt ngang đây nè, đây là đó là một cái thủ thuật mở khí quản,